Tập 38. Lam Thường đang khóc. Là Lam Thường của tôi đang khóc. Lam Thường, con sao rồi? Không, không, ta không cho con rời khỏi ta đâu. Chẳng lẽ do Lam Thường nói lời từ biệt với chúng ta? Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Lam Thường, thật ra con sao vậy? Con không được, con không được rời khỏi ta. Con không được làm như vậy. Ta không chấp nhận cách từ biệt này đâu. Sao con có thể rời khỏi ta như vậy được? Lam Thường, con không được phép. Lam Thường, Lam Thường, Lam Thường. Lam Thường, Nhất Lệ Thạch ơi là Nhất Lệ Thạch, chờ sau khi Thước Canh đưa Lam Thường về, sẽ do ngươi dẫn thần tộc chúng tôi đến chỗ mà chúng tôi hằng mong ước. Phụ Dương, Phụ Dương, Thước Canh đâu? Vẫn chưa thấy trở về. Ta chỉ kêu nó dẫn Nhân Ngư công chúa về cho ta, chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không làm được. Theo thám tử hồi báo, trong đêm đại hôn của Ca Sách, Nhân Ngư công chúa có ý đồ sát hại Tân Dương Phi, làm cho Nhẫn Tuyết Thành long trời lỡ đất. Bây giờ Nhân Ngư công chúa không rõ tung tích, băng tộc đang đi tìm kiếm Nhân Ngư công chúa. Con tin chắc là Thứ Canh cũng đang dốc sức tìm kiếm. Lại có chuyện như vậy à? Thật không ngờ kẻ yếu đuối như Nhân Ngư công chúa ngang nhiên ra tay độc ác như vậy. Đánh mất người mình yêu, sanh ra lòng ganh tị tàn ác, không thể nào lường trước được. Có lý lắm. Có lý lắm. Phụ Dương, đã lấy được Nhất Lệ Thạch, tại sao còn bắt Nhân Ngư công chúa? Con thấy ả tội nghiệp lắm, hay là thả ả đi đi. Con biết cái gì? Ta bắt Lam Thường về đây chính là để ép Nhân Ngư Thánh Tôn đưa ta đến lối vào của Ảo Tuyết Thần Sơn. Ảo Tuyết Thần Sơn. Ảo Tuyết Thần Sơn có phép thuật cao thâm khó đoán, có thể thống trị thần giới. Nó ở dưới đáy biển sâu thẳm, bao đời của Nhân Ngư tộc canh chừng lối vào đó.
Nếu như chúng ta không thể tìm được lối vào của ảo tuyết thần sơn, cho dù trong tay chúng ta có nhất lệ thạch thì cũng sẽ vô dụng thôi. Diệm Đắc, có lẽ Thước Canh đã gặp rắc rối rồi. Con đến Nhẫn Tuyết Thành để điều tra thử xem. Dạ. Không thích, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thước Canh, tại sao nó vẫn chưa tỉnh lại? Lượng nước trong cơ thể của công chúa đã được loại trừ hết, nhưng mà lúc tiếp nước bị tổn thương nguyên khí. Tuy hiện nay nguyên khí của cô ấy đã bị tổn hại một nửa, nhưng mà theo lý mà nói thì cô ấy phải tỉnh dậy. Có lẽ là vì cô ấy vốn không muốn tỉnh dậy. Thánh Tôn, ngươi nói mau, thật ra ngươi đã làm gì Lam Thường? Hôm nay ta đã rơi vào tay của các người rồi, ta nghĩ là ta sẽ không sống nổi. Vậy xem như ta làm kẻ tốt bụng cho các người biết rõ mọi chuyện. Ta không chỉ đã giành được Lam Thường, mà ta còn lấy được nhất lệ thạch. Ngươi nói bậy gì vậy? Ở Nhân Ngư tộc Thánh Tôn Nữ Dương bệ hạ, lý do mà ta có được nhất lệ thạch của Nhân Ngư công chúa, tất cả là nhờ vào Băng tộc Chi Dương. Anh không thích tôn kính của các người ban cho. Người nói bậy gì vậy hả? Cô đã, Thánh Tôn, nghe hắn nói rõ, tại sao có liên quan tới anh không thích chứ? Anh không thích chính là con trai của phụ dương ta và Liên Cơ. Người nói bậy. Ca Sách, đệ đệ yêu dấu của ngươi không chỉ mang huyết thống của quả tộc ta, mà hắn còn hù theo Liên Cơ để lừa các ngươi như kẻ ngốc vậy. Ngươi còn nhớ lúc băng quả đại chiến không? Chúng băng tộc Dương Tử và công chúa chỉ trong một đêm đã bị phá hết phép thuật, đột nhiên đại bại. Không ai ngoài Liên Cơ ấy mang tất cả bí mật của các người kể hết cho phụ dương ta nghe. Vì vậy kim thuẫn của quả tộc chúng tôi mới có thể đánh thẳng vào nhược điểm của các người, lật ngược tình thế. Nếu không thì băng quả đại chiến kéo dài đến giờ, ai thắng ai bại vẫn còn là một ẩn số. Và lúc ta bị bắt giữ, kẻ thả ta đi chính là anh không thích, kẻ sát hại Hoàng Thác cũng là anh không thích. Không thể đâu. Còn nhiều chuyện không thể nữa đó Ca Sách à. Ta nghĩ chắc là các người rất muốn biết tại sao Lam Thường lại chán sống như vậy. Nói mau. Ca Sách ơi Ca Sách, chắc ngươi nằm mơ cũng không ngờ, chính hảo đệ đệ của ngươi đã dùng phép thuật để biến thành hình dáng của ngươi, để gạt Lam Thường đến Anh Hoa tiểu đảo, chính là để lấy nhất lệ thạch dâng cho phụ dương ta. Nếu không phải hắn bỏ cuộc giữa chừng, làm sao ta có thể lấy được Lam Thường chứ? Ngươi là tên súc sinh, ngươi! Thánh Tôn, nếu như bà giết hắn, sau này không thể đối chứng được. Chẳng lẽ bà không muốn giúp Lam Thường để điều tra rõ nguyên do hay sao? Liêu Tiện Phiến Phong, dạy hắn đi giam giữ,
Ca Sách à, những lời hắn nói chưa hẳn là thật đâu. Bây giờ chỉ còn lại một cách thôi. Mau đi theo ta. Đi đâu? Thước Canh bị bắt rồi, hắn nhất định sẽ khai ra hết mọi chuyện. Con không thể ở lại đây nữa. Đi mau. Huynh đã biết rồi sao? Nhưng mà ta không tin. Ta muốn nghe chính miệng của đệ nói. Anh không thích, còn nói đi chứ. Có phải con đã giết chết các con của ta không? Họ đều bị ta hại chết, hoàn toàn không liên quan tới thích. Muốn trả thù thì cứ nhắm vào ta. Thích, đi cũng cần phải sợ. Hãy nói rõ mọi chuyện đi. Có ta ở đây, đệ sẽ không sao đâu. Đây là phép thuật của băng diệm tộc mà tinh cựu từng kể. Thích, nếu đệ có nỗi khổ, đệ càng không nên ra tay trong lúc này. Chỉ khiến cho mọi người thêm hiểu lầm đệ thôi. Con đừng tin lời hắn nói. Cho dù Ca Sách có thể tha cho con, băng dương, băng hậu và cả băng tộc cũng sẽ không bỏ qua cho con đâu. Thích, anh không thích. Ca Sách, đừng khuyên ta nữa. Ta không thể nào lại băng tộc được. Tại sao vậy? Chẳng phải ta đã nói, bất luận đệ có thân phận như thế nào thì mãi mãi cũng là đệ đệ của ta mà. Anh không thích, người không thả Ca Sách ra, ta sẽ giết ả ngay. Mẫu hậu, con đừng lo cho ta, con mau thoát đi. Chắc cứ đừng ép thích nữa mà. Anh không thích. Đi, đi theo ta. Không được. Thích à, đây đừng đi theo ả. Giúp ta. Tôi sẽ đi theo cô. Xem ra quả tộc công chúa đã đưa anh không thích đến quả tộc rồi. Lúc nào quả tộc công chúa cũng che chở cho anh không thích, chẳng lẽ anh không thích thật sự cấu kết với quả tộc hay sao chứ? Truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa biên giới, tổng lực truy bắt anh không thích. Phụ Như, giải Liên Cơ đi giam cho ta. Dạ. Phụ Dương,
Ta thấy binh sĩ của băng tộc tập kết tại biên giới. Ta đoán được có lẽ các con đang cần diện binh. Ta đang tính phái binh đi. Các con đã an toàn rút lui rồi. Bọn người đó vốn không phải là đối thủ của anh không thích. Anh không thích, con quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Hãy tin ta, rồi đây con sẽ trở thành người lớn mạnh nhất tam giới. Thần, ngay cả mẫu thân tôi cũng không thể cứu thoát được. Vậy mà lại vị thần mạnh nhất sao? Ta có thể cứu mẫu thân của con, nhưng mà con phải hợp tác với ta. Ta sẽ cứu thoát cả Thước Canh về đây. Dựa vào đâu tôi phải tin ngài? Dựa vào chỗ ta là phụ thân của con. Xưa nay tôi không hy vọng tôi là con ngài. Chẳng lẽ con cho rằng con có thể trở về băng tộc sao? Từ lâu họ đã nhận định con là phản đồ. Con quay về chẳng những không thể cứu thoát mẫu thân mình, kể cả con cũng khó thoát. Tôi chỉ muốn cho ca ca tôi cuộc sống mà Quân ấy muốn, và tự do mà Quân ấy muốn. Tại sao cuối cùng lại trở thành như vậy? Tôi mới là vương của băng tộc, bọn họ cần phải nghe lời tôi, tôn trọng tôi. Chính họ đã phản bội tôi, họ mới là phản đồ. Đúng vậy, họ là phản đồ, con mới là vương. Con phải cho họ biết rằng hậu quả phản bội con. Đúng, ngài nói đúng. Tôi không còn là anh không thích của ngày xưa nữa. Những gì tôi muốn không ai ngăn cản được. Tôi không để cho họ tiếp tục coi thường tôi. Diệm Đa. Dạ. Lập tức tập kết binh lính. Anh không thích, chỉ cần con chuẩn bị xong, chúng ta sẵn sàng theo con quay trở về Nhẫn Tuyết Thành. Tại sao lại sát hại con của ta? Là do các ngươi đã tổn hại ta trước và tổn hại thích của ta. Ta chỉ cho các ngươi nếm mùi đau khổ mà ta đã từng trải thôi. Rốt cuộc chúng tôi làm gì cho ngươi buồn chứ? Tội ác lớn nhất của các ngươi chính là ngươi và Dương phớt lờ sự tồn tại của ta. Bắt đầu từ lúc thích chào đời, các ngươi đã nói nó là nguồn tai ương. Ngươi và Dương, còn có đứa con cưng của ngươi, và mọi người trong băng tộc trước mặt hay sau lưng đều coi thường thích, coi nó như thần tộc thấp hèn. Thích đau khổ như vậy, nhưng các người giả vờ như không nhìn thấy. Ít nhất chúng tôi cũng không giết anh không thích, nhưng người đã giết chết các con của ta. Các người mặc cho ca sách thương yêu thích như kiểu bố thí tình cảm, đồng nghĩa với chuyện lúc nào cũng nhắc nhở nó. Thật ra nó có thể có được mọi thứ, nhưng sự thật nó hoàn toàn không xứng đáng. Còn tàn nhẫn hơn là giết chết nó nữa. Tình thương mà ca sát dành cho anh không thích đã bị người bóp méo sự thật. Ngươi mới là người làm tổn hại anh không thích. Tùy các người nghĩ sao, tại vì hiện nay thích đã là vị thần mạnh nhất chốn tam giới rồi. Chờ các người trở thành thần tộc thấp hèn, lúc các người quỳ dưới chân của ta và thích, các người nhớ cảm tạ ta đã bố thí cho các người. Người không thể chờ đến ngày đó được đâu. Chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi đoàn tụ với năm đứa con của ngươi. Ngươi chống mắt lên mà xem. À.
Phù Dương. Cha không thể cho mẫu hậu hành hạ Liên Cơ nữa. Cho dù Liên Cơ sát hại huynh đệ tỷ muội của con, thì bà ấy vẫn được cuộc xét xử công bằng của chúng thần dân. Con yên tâm, mẫu thân con sẽ không sát hại Liên Cơ đâu. Tại vì bà ấy biết rằng bà ấy cần có Liên Cơ để dụ anh không thích lộ diện. Không, nếu làm như vậy chỉ chọc giận thích thêm thôi. Ca Sách Dương Tử, tôi biết huynh và Ca Sách huynh đệ tình thâm, nhưng mà bây giờ... Giả lại, hôm qua quả tộc công chúa đột nhiên xuất hiện dẫn anh không thích đi khỏi. Tôi nghĩ bao nhiêu đó đã đủ chứng minh những lời Thức Canh nói là sự thật rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tào Mộng chi chủ, huynh nghĩ thế nào? Cho dù Thức Canh nói đúng sự thật, tôi cũng sẽ cho Thích một cơ hội để giải thích. Trước khi có được bằng chứng xác thực, tôi sẽ không xem Thích như là phản đồ đâu. Dương, tôi có cách để biết rõ rốt cuộc thì anh không thích có giết Quyền Thạp hay không. Anh không thích, sao cậu có thể bỏ mặc Liên Cơ mà bỏ trốn một mình? Được, cậu không cứu Liên Cơ, tôi cứu. Ngươi không thể khống chế ta nữa, không ai được phép khống chế ta đâu. Cậu không muốn bị khống chế, nhưng lại bị Quả Diệt thuyết phục cậu cùng nhau phản công băng tộc. Cậu quá yếu mềm đó, không cần đến cậu tôi cũng có thể cứu thoát Liên Cơ. Tại sao ngươi lại lo cho mẫu thân ta như vậy? Cậu đúng là đồ ngu ngốc, ngang nhiên tin rằng mình là con cháu của Quả tộc giả man đó. Chẳng lẽ cậu không phát hiện phép thuật của cậu cao hơn cả Quả tộc lẫn băng tộc rất nhiều hay sao? Ngươi từng nói ta thuộc băng diễm tộc, nhưng xưa nay ta chưa từng nghe tên bộ tộc đó. Tại sao ngươi lại biết được? Tại vì tôi là vị thần duy nhất của băng diệm tộc trên thế gian này, và cậu là thế hệ sau của tôi, là con trai duy nhất của Nguyên Tế tôi. Thích, đệ có nghe thấy không? Nếu như đệ nghe thấy, hãy trả lời ta ngay. Ta không bỏ rơi đệ đâu, hãy tin ta. Xem ra Ca Sách vẫn còn quan tâm đệ như xưa. Cho dù đệ đi tới đâu, hắn vẫn mong nhớ đệ. Đó là sự nhớ mong giả tạo thôi. Nếu hắn thật sự quan tâm tôi, thì nên đi theo tôi cùng chống lại băng tộc, thả mẫu thân tôi ra. Ta thật không ngờ đệ lại nói xấu ca ca của đệ. Nay hắn đã không còn là ca ca tôi nữa. Ta cho đệ xem cái này. Tuy ta có tới 10 ca ca, nhưng mà Quả tộc chỉ tôn thờ kẻ thắng là Dương Giả. Huynh đệ với nhau chẳng có chút tình cảm. Cho nên từ nhỏ, ngoài những lúc chấp hành nhiệm vụ, thứ ta thích nhất là ban đêm một mình ngồi xem pháo hoa. Đệ hãy nhìn đi, nó không chỉ đẹp mà còn êm ấm. Nó giúp cảm thấy hết cô độc. Đưa tay cho ta đi.
Nếu như đệ đồng ý hợp tác với phụ vương, như vậy chứng minh đệ đã công nhận thân phận quả tộc của mình. Tuy nhiên ta... ta rất khó đón nhận sự thật đệ là đệ đệ của ta. Nhưng mà ta cam đoan, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ giúp đệ được như ta, không còn cô độc nữa. Đệ ở băng tộc đã chịu nhiều đau khổ, về đến quả tộc đệ nhất định sẽ hạnh phúc. Tôi còn có tư cách gì đòi hỏi hạnh phúc? Ngốc lắm, đệ được phép sở hữu niềm vui. Đệ cùng chúng tôi tiêu diệt băng tộc, giết hết tất cả mọi người từng chà đạp đệ. Đến lúc đó ta cam đoan đệ sẽ là vị thần hạnh phúc nhất trên đời này đó. Nè, dù sao đệ cũng phải nói gì đi chứ. Nói câu gì? Nói lời đa tạ đi. Người của băng tộc đối xử với đệ tệ như vậy, còn ta thì tốt với đệ, mau nói đa tạ đi. Tôi cảm thấy cô không xấu. Có thể ở trong quả tộc, cô là người duy nhất không xấu. Anh không thích, đệ sai rồi. Ở trong quả tộc không có tốt xấu, chỉ có người thắng kẻ thua mà thôi. Ca Sách Dương Tử, tôi biết về sự thật Nguyên Thạp bị giết hại rồi. Ca Sách, con coi đi, đây là hai binh sĩ bị anh không thích đả thương trước khi hắn bỏ trốn. Ai đã giết Hoàng Thác vậy? Phép thuật còn tồn tại trên người của những binh sĩ bị thương, giống y như phép thuật của Thích vậy. Đúng, nếu so với phép thuật tồn tại trong người của Quyền Thập cũng y như vậy. Lúc đó Hoàng Thác và Tinh Cựu chính vì phát hiện phép thuật tồn tại ở chỗ Liên Phi mới biết được ả báo tin cho Quả Diệt biết. Trước khi Hoàng Thác định nói rõ sự thật, đã bị anh không thích sát hại rồi. Dù muốn dù không, con còn muốn nghe do chính miệng Thích nói với con. Ta sẽ cho con nghe thấy thôi. Vào sáng ngày mai, ta sẽ tuyên bố trước toàn thể quân dân trong những tuyết thành, anh không thích không còn là thần của họ nữa. Ta sẽ tước đi ngôi vương của anh không thích, thậm chí phát lệnh truy nã khắp tam giới. Cho dù nó có trốn đến chân trời góc biển, cũng phải tóm cổ nó về đây. Phụ vương, xin cha đừng làm hại Thích, cho đệ ấy một cơ hội để giải thích đi. Nếu như anh không thích còn tiếp tục ngoan cố vì con dân của những tuyết thành, ta sẽ không nương tay đâu. Phụ vương, truyền lệnh của ta, lập tức truy nã anh không thích. Dạ. Phụ vương, người tìm con. Ta có chuyện này giao cho con làm.
còn đến tầm mộng tộc và thần y tộc để bắt tinh quỷ muội muội của tinh cựu và cha của hoàng thác về cho ta, lợi dụng họ để đổi lại thước canh và liên phi. Mới đi ngủ đã mơ thấy có người đòi bắt ta rồi, thật là bực mình. Xem ra tầm mộng sư thật sự có thể tiên tri được tương lai. Vậy chắc ngươi đã mơ thấy, ta sẽ nhanh chóng tóm cổ ngươi. Chuyện đó chưa chắc đâu. Quả tộc công chúa, hôm nay thật xui xẻo cho ngươi. Tất cả mọi chiêu thức mà ngươi dùng để bắt ta, ta đã mơ thấy từ trước rồi. Ngươi mau xui ta chịu trói đi, nếu không ta sẽ đánh gãy hai chân của ngươi. Tại vì ta không cần phải bắt một người hai tay hai chân còn nguyên vẹn đâu. À đầu túi, ngươi dám giỡn mặt với ta. Anh không thích. Xem ra quả gì cũng có cách nghĩ như tôi. Muốn cứu mẫu thân tôi và cả thước canh thì cần phải có con tin. Tinh quỷ, xin lỗi cô. Tinh quỷ, xin lỗi nha. Tránh ra. Rất tiếc, ngươi chỉ mơ thấy quả tộc công chúa ta sẽ đến bắt ngươi, nhưng không mơ thấy anh không thích đã bắt được ngươi. Để giải ả đi trước đi, ta đi bắt hoàng mão. Không cần đâu. Trước khi cô tới đây, tôi đã tóm được hắn rồi. Cái gì? Ta không tin Băng Dương dám không thả thước canh và liên cơ. Diễm Đát, giải họ đi giam cho ta. Dạ. Tôi cho rằng Quả Dương đòi thống nhất tam giới cần phải có giả tâm lớn hơn nữa. Vậy con có cách nghĩ thế nào? Nếu như là tôi sẽ thừa cơ hội này tiêu diệt băng tộc. Chẳng lẽ con không nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ ca sách ca ca thân mến của con hay sao? Đây hình như không phải là tác phong của con. Ca sách thực sự là mối lo ngại duy nhất của tôi, nhưng hiện nay Băng Dương đã thực sự phát lệnh truy nã đối với tôi. Nếu như tôi quay về, cho dù ca sách tha cho tôi, Băng Dương cũng không để yên cho tôi. Nhưng ngược lại, nếu tôi chinh phục băng tộc, như vậy tôi muốn làm thế nào thì làm như vậy. Tình huynh đệ với tôi và ca sách, lúc đó mới từ từ tính sao. Nói rất hay. Nếu con trở thành Dương, như vậy muốn làm thế nào thì tùy ý của con. Nay con đã nghĩ thông suốt rồi đó. Nhưng nếu muốn thắng trận chiến này thì tôi phải lấy lại phệ thần kiếm của tôi. Con muốn làm thế nào? Quả tộc tấn công. Chẳng lẽ là thích sao? Cảnh sát nhân tử! Cảnh sát nhân tử! Nhân tử! Tỉnh ra chưa?
Cả sát nhân tử. Lão Băng Dương có lệnh không cho phép cả sát nhân tử ra biên giới. Nếu như tử hồi phục linh lực, chúng tôi tuyệt đối không phải đối thủ của ngài. Ngài hãy tha cho chúng tôi tội vô lễ đi. Thả tôi ra mau, tôi phải đi gặp Thích. Lão Băng Dương ra lệnh, sau khi tóm được anh không Thích, lúc đó ca sách Dương Tử sẽ gặp hắn thôi. Mời ca sách Dương Tử về Nhẫn Tuyết Thành. Nếu không, chúng tôi sẽ tự tử ngay trước mặt của Dương Tử đó. Tại sao mọi người lại dùng ép tôi như vậy? Bắt lấy Dương Tử rồi giải về thành. Tại tôi ra. Quả Dương bị trọng thương chưa khỏi, tại sao lại khơi dậy chiến tranh lúc này chứ? Tại vì hắn có anh không Thích. Lẽ ra đối với lời nói của Thứ Canh, tôi bán tính bán nghi. Nhưng nào ngờ, hắn thật sự liên minh với quả tộc rồi. Hắn thật sự phản bội rồi. Đi, giải hỏi đến đây cho ta. Nhìn xem, người đó là cha của Hoàng Thác mà. Hả? Tinh quỷ. Cha, con, tại sao họ lại bắt cha tôi vậy? Người của băng tộc nếu muốn cứu công chúa của Tầm Mộng tộc và lão chủ quân của Thần Y tộc thì làm theo lời ta. Hãy mau thả mẫu thân ta ra và cả Thứ Canh nữa, nếu không ta sẽ giết họ ngay. Sau cùng ta sẽ sang bằng băng tộc rồi chôn sống tất cả mọi người. Ta hy vọng ngươi hãy rút lại lời nói vừa rồi, không nên tiếp tục xa lầy. Ta đếm 3 tiếng. 1. Băng Dương à, ngài hãy mau quyết định đi. 2. Dương, trước khi anh không Thích gặp được Liên Cơ và Thứ Canh, chắc hắn không dám làm chuyện manh động đâu. Ba. Tấn công. Tấn công.